Kể từ ngày hôm nay, đạo luật dịch vụ kỹ thuật số do Liên minh châu Âu EU ban hành đã chính thức có hiệu lực. Đạo luật buộc các công ty công nghệ lớn phải triển khai các biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho người dùng, và những công ty không tuân thủ thì sẽ phải chịu án phạt nặng. Sau nhiều năm chuẩn bị, giai đoạn 1 của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay, áp dụng với 19 nền tảng được xếp vào hạng mục rất lớn, trong đó có những cái tên quen thuộc như Google, Facebook, TikTok, Alibaba. Những nền tảng quy mô nhỏ hơn sẽ được hoãn thi hành đạo luật cho đến tháng 2 năm sau. Các nền tảng trực tuyến trước đây là bên định ra luật lệ. Họ quy định rằng các nội dung nào sẽ bị xóa hoặc điều chỉnh. Này sẽ có thêm các luật lệ bắt buộc phải thi hành của EU. Các điều luật của EU quy định cách thức để thực hiện việc điều chỉnh các nội dung đã bị người dùng gắn cờ và làm thế nào để các nhà nghiên cứu tiếp cận được với số liệu để hiểu rõ hơn về nền tảng. Nội dung chính của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số tập trung vào việc bảo vệ an toàn cho người dùng. Các nền tảng trực tuyến cần phải tạo ra các kênh thuận tiện cho người dùng thông báo các nội dung phạm pháp và các sản phẩm có vấn đề. Một khi nhận được thông báo, các công ty có nghĩa vụ phải gỡ ngay những nội dung và sản phẩm có nội dung xấu. Theo quy định của đạo luật, nền tảng có từ 45 triệu người dùng trở lên, tương đương 10% dân số EU, được xem là rất lớn và sẽ phải chịu các quy định khắt khe nhất của đạo luật mới. Nếu các công ty vi phạm đạo luật mới, tiền phạt sẽ là 6% của doanh thu toàn cầu, thậm chí sẽ bị cấm hoạt động ở EU. Một số công ty như hãng bán lẻ thời trang Zalando đã đệ đơn kiện nhằm yêu cầu EU loại mình khỏi danh sách các công ty rất lớn và chịu các quy định khắt khe nhất. Chúng tôi không thách thức nội dung của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Chúng tôi chỉ cho rằng mình chưa phải là nền tảng trực tuyến rất lớn theo định nghĩa của EU. Việc xác định chính xác quy mô, số lượng người dùng và phạm vi ảnh hưởng của các công ty công nghệ sẽ giúp đạo luật dịch vụ kỹ thuật số quản lý tốt hơn môi trường trực tuyến. Hiện một số nền tảng được loại khỏi danh sách chịu đạo luật mới giai đoạn đầu, trong đó đáng chú ý có eBay, Airbnb, Netflix.